trong một cái phòng thi phổ đề nó rất là nhiều nó nhiều để mà nó ngăn ngừa cái chuyện mà hiện nay các hội nhóm nó tự quyết được nó mua bán đề và các hội nhóm nó khẳng định là ôn đề trọng tâm đấy thì nó phải ra thật nhiều đề để nó giải quyết triệt để vấn đề đó cho nên bạn không hay nói là này không xem clip youtube không học nghiêm túc Rồi các bữa sau luôn nha không vào đúng giờ và không tự động vào chờ thầy duyệt thầy không duyệt nha không được động vào thầy không duyệt ạ à. không duyệt à. các bạn sẽ rất là khó học đấy khó đậu đấy thầy nói như thế ha bữa sau thầy không duyệt đâu các bạn đã đã vào như thế nào các bạn phải vào như thế các bạn rất là lung tung rồi à, bây giờ bài tập về nhà của mình à, bài tập về nhà thì có một bạn này gửi cho mình rồi à, người ta nói là hãy nói cho tôi nghe về khu vườn của bạn thì cái phần 2 này yêu cầu các bạn ghi là bốn mươi à, bạn ấy nói là 41 từ rồi 41 từ để làm gì sao mình không kìm nó lại Ủa quá quay 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 phần 2 hay là phần 3 đã mình có à, bạn ấy đang nói phần 3 Ờ à, Rồi chúng ta sẽ bắt đầu mọi người ha, chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu. À thầy nhắc lại nha thầy nhắc lại bạn hai bạn vào sau bạn bạn yến ngọc với bạn tùng dương như thế hôm sau các bạn vui lòng là nghiêm túc cái buổi đầu tiên bạn đã vào học như thế nào thì cái buổi hôm nay phải vào được như thế đến thầy rất là nghi ngờ trừ khi là bạn đang học đại diện cho nên mỗi cái bộ nhớ máy tính của mấy đứa nó có những cái thông tin khác nhau các bạn đã làm làm một cái điều mà thầy không không tưởng tượng nổi và lớp đang chờ các bạn rất là lãng phí không sao thầy không duyệt nếu em không vào được lỗi của em mình không duyệt mình mình nói với nhau cách rõ ràng như thế đã học ngay từ đầu với nhau đã nói. rồi rồi à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, sẽ tiếp tục cái phần bài tập về nhà bốn 60 sáu mươi từ à, cái này bạn ấy viết phần ba phần hai bạn ấy không viết như à, đúng rồi phần hai bạn ấy không viết tại nói cho tôi nghe về cái khu vườn của bạn bỏ tay xuống đi lần sau rút kinh nghiệm thôi các bạn chẳng nghiêm túc gì hết mình nói như thế thôi à này, bạn này nói gì mình cứ nghiêm túc mà học thôi nha vào nguyên lớp ngồi chờ mình đâu có được rồi tôi có một cái khu vườn nhỏ ở nhà một khu vườn nhỏ ở nhà là sao nhé nó kỳ tôi có một khu vườn nhỏ ở nhà cái câu này khi xét về cái câu này nó chẳng sai gì nhưng mà mình nói là tôi có một khu vườn nhỏ ở nhà nó rất là kỳ Đúng không? Có, có một khu vườn nhỏ ở nhà rất là kỳ nếu không uh, nếu không có chữ at home nó sẽ ổn hơn thì nó thật nó không chữ at home nó sẽ ổn hơn rồi nó có nhiều bông hoa màu sắc và một số cái cây cao bên cạnh đó tôi trồng một số rau củ quả như là cà chua ở đó ở giữa khu vườn ở giữa thì khu vườn có có cỏ xanh tôi thực sự thích khu vườn bởi vì nó cho tôi sự yên bình ok chị uh, nói chung là um, nó vẫn ổn không có gì sai hết không gì sai mọi người bãi viết vẫn rất là ổn um, Bạn ấy mô tả cũng rất là chi tiết cũng nói chung là ổn mình mình trả lời là ổn và chi tiết và chi tiết nhé mình mình trả lời như thế nhưng mà ý chữ at home này nó kỳ kỳ lắm em xem lại việc làm vườn có phổ biến hay không thì mình chứng minh cái điều này à việc làm vườn rất là phổ biến nhiều người thích trồng cây nói giúp họ thư giãn sau giờ làm bên cạnh đó việc làm vườn cung cấp rau củ quả việc làm vườn không thể cung cấp rau củ quả tươi được bởi vì hồi bữa mình dịch cho mọi người là 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 gardening là làm vườn không thể việc làm vườn cung cấp rau củ quả tươi được. Câu này rất vô lý ha. Rồi. Con người ta dành dụng tiền uh, dành dụng tiền cho cái đồ ăn cách này. Là sao ta? Con người ta dành dụng tiền cho cái đồ ăn cách này. Câu này câu này dịch sát nghĩa luôn không rõ. Muốn dịch rõ luôn cũng không được. À có người ta có thể tiết kiệm tiền nhờ vào việc ăn những rau của quả trồng trong khu vườn ý bạn mình nó nói vậy những cái câu này bạn mình nói sai rồi con người ta dành dụng tiền cho đồ ăn cách này nó không có nghĩa mọi người thấy không như vậy các bạn đang có vấn đề ờ, bạn này thì ngữ pháp không sai nhưng mà cái ý đó cái ý của bạn đang có vấn đề thôi và những khu vườn làm cho ngôi nhà nó trông đẹp hơn Người ta không hỏi là những khu vườn làm cho ngôi nhà đẹp hơn, người ta đã nói là cái việc làm vườn có phổ biến trong quốc gia các bạn hay không? Và cái sự phổ biến này nó được thực hiện như thế nào? Câu này không nên ghi vào đây. Những gia đình dành thời gian với nhau trong các khu vườn của họ. Em câu này có thể chứng minh được cái sự phổ biến của việc làm vườn. Và nói là một hoạt động ngoài trời lành mạnh, câu này cũng chẳng liên quan. Bỏ đi. Như vậy em đã em đã không ổn hai câu này. À, em không ổn hai câu này về ý tưởng về ý không phải về ý tưởng về nghĩa về ý nó không đúng không đúng thì họ tự động họ xóa họ xóa đi thì lúc này họ sẽ đếm lại từ và em vẫn không đạt được số từ mong đợi để có cái số điểm nó cao nhất đúng không em thấy đúng rồi. Rồi. À, cho, uh, cho không ạ rồi tôi thích mùa xuân cho cái việc làm vườn không không có tôi thích mùa xuân cho cái việc làm vườn Tôi, mình mình không có dùng chữ forecast nên ở đây em thích mùa nào em trả lời cái mùa đó ra rồi thời tiết thì ấm thời tiết ấm thì tốt cho các cây cối vì vậy sao có quả lớn rất là tốt bên cạnh đó tôi có thể dành thời gian bên ngoài hoạt động ngoài trời có thể làm cho cái extra care tôi có thể dành thời gian bên ngoài câu này không liên quan mọi người đồng ý không bởi vì nó đang hỏi là mày thích mùa nào và cái mùa này nó gắn với việc làm vườn không còn cái câu chuyện mà em đi ngoài hay là em đi trong là chuyện của em không liên quan và sự quan tâm bổ sung nhiều hơn làm cho những khu vườn trong với tươi và xanh nhưng mà từ đâu ra có chữ extra care em à, có thể nói là à, vào à, cái thời tiết ấm thời tiết ấm nó tốt cho khu vườn. Vì vậy khu vườn rất là rau củ quả nó lớn rất là nhanh. Ở bên cạnh đó thì à, tôi tôi có nhiều thời gian rỗi vào mùa mùa xuân để mà chăm sóc những khu vườn. Nhờ đó mà nó làm cho khu vườn trở nên xanh hơn và và, và 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 tươi mát hơn. Và nó cung cấp tôi sự yên bình sau công việc. Không không liên quan, không liên quan. Nó vẫn gắn với chuyện làm vườn. Chứ nó không liên quan đến khu vườn cung cấp gì hết á. Câu này cũng vậy. Câu này không liên quan. Kết quả là. Việc làm vườn ở mùa xuân. Thì rất là thích thú. Em em. Em thích cái, cái gì đó. Mình không có kết lại được. Ví dụ như mình ghi một cái đơn giản đi ha. Mình ghi một cái đơn giản đi. Ví dụ mình nói là I like summer. Tôi thích mùa hè. Because I can have a. Bởi vì tôi có nhiều thời gian. Cho cái khu vườn của tôi my garden my garden đó ờ à, và tôi tôi có thể tôi có thể tới nữa tôi có thể tới được kỳ quá hả? tôi 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 sẽ tôi luôn luôn tôi luôn luôn dành nhiều thời gian spend dành nhiều thời gian rồi. Tôi có nhiều thời gian cho khu vườn của tôi và ngoài ra đi ha, ngoài ra là tôi có thể Tôi có thể tôi có thể collect mosaic Tôi có thể sưu tầm theo nhiều cái hạt giống để mà plan in in my garden, in my garden. Rồi, và một điều đặc biệt là gì ạ? À? Một điều đặc biệt đó là một điều đặc biệt đó là there is a lot of rain. Có nhiều cơn mưa vào cái mùa hè in summer và có nhiều cơn mưa vào mùa hè làm cho khu vườn của tôi làm cho cái cây cối làm cho các cây cối và rau củ quả và rau củ quả uh, trở nên uh, uh, xanh hơn uh, xanh hơn đó ok trở nên xanh hơn ví dụ như thế có một bạn uh, có một bạn đã viết từ từ như thế này tôi thích mùa hè bởi vì tôi có nhiều thời gian rỗi cho khu vườn và mùa hè là tôi có thời gian rỗi để mà đi sưu tầm những hạt giống để mà trồng trong khu vườn của tôi uh, cái, từ cái ý này đi sưu tầm như hạt giống rồi bởi vì có nhiều cái thời gian rỗi đúng không đặc biệt là có nhiều cơn mưa vào mùa hè và làm cho khu vườn làm cho những cái cây và rau củ quả trở nên xanh hơn trở nên xanh hơn bị trở nên xanh hơn ok cái đó mình có mình chứng minh còn em em đừng có em đừng nói là khu vườn cho em sự yên bình gì cả đúng không em đừng nói điều này nó phải gắn với chuyện làm vườn em hoạt động gì trong khu vườn và lý do vì sao em em cố gắng tránh cái kiểu này ha còn cái câu này em không sai này nói về ngữ pháp em chẳng sai nhưng mà em phải gắn với chuyện làm vườn ví dụ tôi có nhiều thời gian cho khu vườn tôi có thể đi mua những hạt giống để mà trồng trong khu vườn vào mùa hè ví dụ ví dụ là tôi có nhiều tôi dành nhiều thời gian rỗi để đi bắt sâu trong khu vườn của tôi chẳng hạn em, em phải gắn cái đó bạn này không sai ngữ pháp bạn này không sai ngữ pháp không sai ngữ pháp Chẳng qua là ý tưởng của bạn nó hơi Nó nó hơi đó đó một tí thôi Đúng không ạ à? Vậy cố gắng rút kinh nghiệm Thì có một bạn gửi cho mình đây. Sẽ tiếp tục ha, Tiếp tục uh, Cái câu lạc bộ Ok uh, Tiếp tục Tiếp tục Ok Phần câu lạc bộ này Câu lạc bộ này là câu lạc bộ uh, À câu lạc bộ này liên quan đến câu lạc bộ writing ha, Câu lạc bộ writing à, Nó nói gì ạ The last time you wrote something. Kể về cái lần gần đây mày viết cái gì đó. Cái lần gần đây mày viết cái gì đó là khi nào? Như vậy mình bắt đầu mình mình ghi ha. Mình cứ bám theo cái hỏi mọi người nhớ nếu mình viết yếu mình bám theo cái hỏi cho thầy. Cái lần gần đây tôi viết cái gì đó. Tôi viết cái gì đó là cách đây 3 ngày chẳng hạn. Khi đây giờ gỗ, Cách đây 3 ngày đúng không? À, tôi I wrote a letter. Tôi viết một cái lá thư cho người bạn gái cũ của tôi. My my ask girlfriend, My ask girlfriend, đúng không ạ? À, tôi, tôi, uh, um, à, tôi, tôi, uh, I, I wrote, um, I asked her. Tôi hỏi cô ta uh, về cái cuộc sống của, về gia đình của cô ấy, về gia đình, đúng không? Về gia đình và 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 về công việc của cô ấy và work và và I remember và tôi nhớ là tôi đã viết uh, tôi đã viết uh, uh three uh, viết cho ba tờ giấy three sheets of uh, viết ba tờ giấy khi uh, of paper mọi người cứ dùng chữ sheet rồi cũng khi paper uh, viết trên ba tờ giấy viết ba tờ giấy ok mình đó mình kể thôi như vậy cái lần gần đây viết là khi nào mình chứng minh được à lần gần đây viết là cách đây ba ngày là cách đây ba ngày là mình đã có điểm rồi. Có điểm rồi đó mọi người. Nhưng để được công nhận thì các bạn phải đạt đến ngưỡng 30. À viết cái gì trong quá khứ này? Viết một lá thư. Đúng là tiếng Việt mình là write something for someone. Đó. Viết cái gì cho ai. Nhưng hạn chế kiểu đó. Tiếng Anh là chữ chữ. Đúng không? Nội dung viết là cái gì? Nội dung viết là hỏi cô ta về gia đình của cô ta và công việc của cô ta. Có thể là viết bao lâu hoặc là viết bao nhiêu tờ giấy tùy các bạn và tôi nhớ rằng remember vấp in là là quá khứ đó các bạn nhớ điều đã làm đấy và tôi nhớ rằng tôi đã uh, tôi nhớ rằng tôi đã viết ba cái tờ giấy ba uh, tôi viết ba cái tờ giấy đúng không cho uh, cái lá thư này đó, mọi người thấy đó đơn giản mà là là, là gần đây tôi viết cái gì đó là 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 tối hôm qua tôi viết một cái mà, uh, cái bài tập về nhà là gì đó các bạn giải thích ra được chưa rồi, bây giờ để cái câu này Mình phải giải thích kỹ câu này Bởi vì đã có bạn dính trưởng Tối hôm qua Tối hôm qua đó mọi người Tối hôm qua là cái tối thứ năm Thì bạn nó đã dính trưởng cái câu này nè Cái câu này này các bạn Câu này nó Nó mặc định Nó mặc định như sao? Nó mặc định Mình lưu ý ha Nó mặc định là bạn có viết Bạn có viết Và hay viết Và hay viết cái gì đó À, hay viết cái gì đó à, cái gì đó có thể là có thể là uh, có thể là có thể là gì yeah. ạ uh, có thể là poem những bài thơ nghe okay. có thể là poem có thể là story đúng không uh, có thể là những cái basic nào đó có thể là những cái này uh, những những cái basic nào đó và nó hỏi là mày vậy mỗi lần mày viết nội dung này mày thích viết ở đâu và nó như thế nào. Đúng không? Như vậy như vậy mình mình sẽ nói một cách đơn giản ha. Ví dụ như là I usually tôi rất là thích viết uh, uh, viết hoặc là sáng tác là một ha, viết những cái poem. Tôi thích viết những cái bài thơ trong cái in my free time. Và và, và 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 tôi uh, và tôi thường uh, tôi thường đi đến cái thư viện của trường học. Thư viện của trường đại học. À uh, để 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 mà đọc để mà đọc và để mà để mà viết đi ha để mà viết các cái cái mà để mà viết những cái bài thơ yêu thích favorite poem hả? Oh, chưa? Yeah. Tôi thường đi đến cái thư viện của trường học để viết những cái bài thơ yêu thích để viết những cái bài thơ yêu yêu thích right và tôi tôi có thể ngồi nhiều giờ I can sit there for uh, I can sit in the library ha. The, the library for uh, for 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 many hours nhiều tiếng đồng hồ for many hours được chưa okay um, và và I, i choose i choose uh, tôi chọn cái thư viện tôi chọn cái thư viện uh, bởi vì nó rất là yên tĩnh đúng mọi người nó rất là yên tĩnh và thoải mái và thoải mái uh, để uh, thoải mái uh, thoải mái để mà hoàn thành hoàn thành những cái bài thơ to, to finish to finish những cái bài thơ Đấy, mình cứ nói thế đó Như vậy, cái câu hỏi chính của nó là gì đã mọi người? Mày thích ngồi viết ở đâu? Và cái what is it like là cái nơi này nó như thế nào? Cái cảm xúc của mày nó như thế nào? Mà tại sao mày chọn cái nơi này? Đúng không ạ? Như vậy tôi thích à, viết những cái poem Là một cái câu dẫn nhạc của mình Và đi đến cái thư viện truyền học để viết những poem yêu thích à, Ngồi trong thư viện nhiều tiếng đồng hồ Và chọn cái thư viện bởi vì nó rất là thoải mái và comfortable rất là thoải mái và rất là là, là yên tĩnh mà để để viết để hoàn thành những cái bài thơ uh, to finish cái poem thế đó như vậy mình viết story hay là mình viết thư viết cái diễn được nói chung là bạn viết cái diễn được à, bạn phải trả lời được là viết ở đâu và tôi đã chứng minh được cái viết đó là viết trong thư viện sinh học yeah. và nó như thế nào tôi giải thích được là nó rất là yên tĩnh và thoải mái còn cái câu chuyện là viết nhiều giờ hay là uh, um, hay là À, hay là viết xong hay là không xong gì đó là chẳng qua mình màu mè mà thôi các bạn ha. Rồi bây giờ mọi người mọi người trả lời cho thầy câu này, 44 tối thiểu ha. Bạn thích viết bằng hình thức nào? Viết cùng với một cái máy tính hay là cùng với một cây bút? Có nghĩa là mày mày thích cầm bút viết hay là mình thích viết trên máy tính và tại sao? Bây giờ là 50 rồi, đến 55 thầy sẽ sửa ha. Hôm nay mình phải học hai hai câu lớp bộ này. Oh, hôm nay có lẽ là mình học ít thôi không cần nhiều Nhưng mà các bạn uh, vui lòng Viết uh, ví đi à. đến 55 thầy sẽ sửa nhắn viết đi Đấy nha hỗ trợ thầy nha các bạn ha nói về số từ mong đợi thì chúng ta phải đạt được số từ mong đợi mọi người ha và đi thi cũng vậy bước vào thi phải luôn luôn nhớ cái điều mà thầy dạng cái số từ nó quan trọng lắm cái viết thì tôi thích để sử dụng một cái bút hơn là cái máy tính cảm giác cầm một cái cây bút và viết trên một cái tờ giấy giúp tôi thư giãn hơn à, help me relax more những cái bút cũng giúp cho tôi tập trung hơn vào từng cái từ và tạo ra một những cái tác phẩm được của riêng tôi và độc nhất creating language tại sao là creating ở đây Em chứng minh đi, vì sao em dùng chữ Reacting ở đó Không phải là mình ngu, mình không biết cái cấu trúc này Nhưng mà em dùng như vậy nó không hợp lý Nó không đúng đâu Đừng dùng Reacting More Unit and Personal Work gì cả Nha yeah. um, Nếu mà em dùng Relax More chỗ này, thầy sửa cho em này Nói chuẩn hơn em nói vậy nè let me feel more relaxed Nó chính xác hơn là Relax More Rồi also uh, help me focus uh, more on each word những cái viết giúp tôi tập trung hơn lên cái từ vựng mà tôi đang viết rồi create cái này bỏ ai hoàn toàn em viết lại đi em viết em dùng lại đại từ của hệ bình thường hoặc em dùng chữ bị curse là sao Làm lập luận bình thường chứ đừng có quan một cái verb phrase một cái challenge phrase vào và và mình ghi như thế nó không được tôi bạn này thì có lẽ viết hơn 60 từ luôn à, rồi tôi thích viết trên một cái máy tính bởi vì tiện lợi và dễ editing ease of editing những cái test digital thì nó dễ searchable và shareable và những cái test những cái digital test nó searchable và re và shareable cái này sao em dùng đại từ của hệ đây được Đúng không? Em không dùng đây được bởi vì em dùng đại từ quan hệ khi em nối hai danh từ lại với nhau. Đúng không ạ? Còn cái searchable và searchable rồi sao mà dùng đại từ quan hệ cho nó đây được? Em dùng which, à, em, em nói em em dùng which bởi vì đây là một cái câu mà em đại diện sao em which không được. Sai, đó là sai. Xem lại, không cần phải màu mẹ mà, xem lại. Rồi. Không, không được, không được đi so sánh các bạn nhớ hôm bữa mình có chỉ các bạn ấy hôm bữa mình có dặn mọi người trong clip mình có nói luôn đó là gì ạ à? đề thi nếu mọi người mà bị dạng có hỏi có chữ o thì bạn chọn một trong hai cái để mọi người viết chứ các bạn không được phản biện cái này và cái kia như vậy tuyệt đối không phản biện em ngay đầu tiên em nói là em viết trên cái computer bởi vì nó dễ dàng nó thuận tiện gì đó em không có nói về handwriting nữa và cái handwriting ở đây là à, là cái dư thừa trong khi handwriting là nó 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 có cái charm, cho personal task the timing rule và more không em chọn một hướng để em viết thôi em không có trong khi cái này trong khi cái kia gì cả rồi cái sự lựa chọn giữa pen và keyboard uh, depend on the specific task không không có sự lựa chọn em đã chọn một hướng để em em giải thích một cái thôi em viết vậy để làm gì em viết một cái thôi em chọn một hướng thôi rồi tôi thích bạn này thì không đủ từ này bạn này có hai mươi từ rồi viết chuyện viết làm sao được sao có điểm tôi thích writing với một cái pen bởi vì nó giúp tôi practice uh, cái sự tập trung và cái khả năng viết rồi lại các bạn ưa dùng cái vớp in này ghê rồi verb in này để anh chi để anh chi ai giải thích thầy để anh chi mình dùng nó để anh chi các bạn đang bị dính cái tư tưởng này rất là nhiều thầy biết ở đâu ra hết đó, nhưng mà thầy tạm thời nói <laughs> rồi, được cao quý danh, tôi thích viết trên máy tính bởi vì một cái máy tính đã là một cái máy tính nếu em đã khẳng định là uh, computer thì chỉ này có s chứ hệ giúp tôi uh, hoàn thành những cái văn bản nhanh hơn thì là cái bài đọc á, vẫn ý bạn nói cái văn bản vẫn được bên cạnh đó tôi có thể điều chỉnh cái kích cỡ của các mẫu từ uh, cái thì đẹp đây là những cái letter, cái kích cỡ, kích cỡ của cái những mẫu từ ấy cái thì đẹp. Kích cỡ sao đẹp nhỉ? Nếu em dùng như thế này thì kích cỡ là chủ từ của động từ is, và kích cỡ sao đẹp nhỉ? Đúng không? Có thể điều chỉnh cái kích cỡ của cái mẫu từ, đúng không? À, để làm cho cái văn bản nó... À, để để làm cho cái văn bản của tôi để to make my uh, to make my, um, my writing uh, trở nên nó chuyên nghiệp hơn more professional ví dụ như thế mình chế ra đúng không professional ngoài ra là tôi không cảm thấy mệt mỏi khi tôi viết trên máy tính ok cảm ơn em câu này em hay nhưng em bị sai này hôm bữa thầy nói rồi một động từ không thể đứng một mình nó là với bên được nó chỉ với bên khi đứng sau Toby hoặc đứng sau bản ông từ Charon hoặc đứng sau chữ Go như vậy hoặc đứng sau giới từ như vậy thì nó là when I write khi tôi viết trên máy tính when I write on computer đúng không ví dụ bây giờ mình mình sẽ bạn là, làm mình lo quá rồi ví dụ mình vẫn I refer to refer to write on the computer tôi thích write trên máy tính hơn it's mainly because bởi vì sao ạ à? bởi vì sao ạ à? bởi vì uh, uh, the computer bởi vì cái máy tính thì nó rất là tiện lợi convenient, convenient, nó nó tiện lợi và nó dễ dàng để viết và và lưu giữ để viết và lưu và lưu lại các cái 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 mà cái cái, writing của tôi đúng mà writing của tôi ở bên cạnh đó bên cạnh đó sao nữa bên cạnh đó là ai I find it easy bên cạnh đó là tôi có thể chỉnh sửa tôi có thể chỉnh sửa như nhiều cái nhiều cái, cái 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 nội dung, nhiều cái nội dung uh, của các writing uh, của cái writing một cách rất dễ dàng và một cách rất dễ dàng và nhanh chóng khuyết lý. Hoà. Và đặc biệt là gì? Đặc biệt là gì ạ? À? Tôi có thể chia sẻ, tôi có thể chia sẻ uh, tôi có thể chia sẻ my writing, my writing to other people to other people uh, một cách rất là một cách rất là convenient lý được dùng lại mà một cách trình viên lý nó không hả ấy viết xong rồi chia sẻ cái writing của mình cho những người khác nó nhanh chóng nó dễ dàng nó tiện lợi không Còn viết thư thì nó hơi khó ví dụ như thế như vậy mình được 46 từ này tôi thích viết trên máy tính và ngay từ đầu tiên em sẽ được máy tính bởi vì sao nó tiện lợi dễ dàng để viết và lưu lại những cái writing của mình bên cạnh đó mình dễ dàng chỉnh sửa cái nội dung của writing đúng không? Và đặc biệt là có thể chia sẻ cái writing này cho người khác một cách nhanh chóng, một cách tiện lợi, một cách dễ dàng. Thế đó các bạn. Các bạn suy nghĩ nó nó đơn giản thôi nhé. Rồi thằng này nói gì? Nó hỏi mình vậy. À cái qualities của một cái successful writer là gì? Và đi thi nếu mình thấy chữ quality mình không hiểu nghĩa thì sao? À mình dịch nôm nôm, successful là thành công, writer là một cái người viết một cái người viết hay một cái người viết thành công thì nó phải có những năng lực, những phẩm chất nào có hiểu vậy thôi, đúng không? Vậy mình nói gì? Uh, I think, tôi nghĩ A successful writer Một cái thằng successful writer uh, Nó uh, Nó có thể uh, Nó có thể tạo ra nhiều uh, Tạo ra um, uh, Create many um, nó, um, nó có thể tạo ra nhiều cái interesting uh, Nhiều cái interesting uh, uh, Content Nhiều cái nội dung nó thú vị một cái thằng writer nó có thể tạo ra nhiều cái nội dung thú vị và những cái nội dung này distinct có thể attract cái uh, attract uh, uh, cái cái reader attract uh, attract, uh, attract uh, many kinds of reader many kinds of reader many kinds of reader bên cạnh đó cái thằng mà cái thằng mà uh, he uh, he or she he or she là tùy các bạn nha. He or she uh, uh, có, thể, uh, uh, có, thể, uh, có thể có thể có uh, thể À, có thể mái hợp có thể mát hợp có thể uh, máy hợp ra uh, mái hợp ra, uh, uh, ra nhiều có có thể mái hợp ra nhiều nhiều cái cái nhân vật có thể mái hợp ra nhiều cái nhân vật ha để mà để mà gì à? để mà đại diện đó nhiều và nó có thể mái hợp ra những cái nhân vật mà để 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 mà để mà để mà chưa uh, uh, too, too flat thì các bạn không hiểu một thằng successful writer nó có thể tạo ra nhiều cái nội dung nó thú vị những cái nội dung này nó thể thu hút được cái thu hút được attract được nhiều độc giả khác nhau bên cạnh đó nó có thể xây dựng ra các nhân vật đúng không xây dựng các nhân vật um, các nhân vật hoặc là những cái câu chuyện những những cái câu chuyện uh, những cái câu chuyện uh, những cái câu chuyện trong mỗi À, in, trong trong uh, trong mỗi tác phẩm của nó trong hết say hơi là tùy các bạn ha à, một cách dễ dàng thôi okay, một cách dễ dàng đó và đặc biệt là gì ạ à? đặc biệt là gì đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là là những cái tác phẩm của nó những cái tác phẩm hitscore uh, những cái tác phẩm của nó um, có thể um, uh, mà có thể được mình có thể nói là có thể được dịch đi nó có thể được translated. được thành nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. in translated into different languages. Ví dụ như thế. Mình đúng ý là được. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có mỗi ý, ý tưởng khác nhau. Và mọi người sẽ này, một cái successful writer có thể tạo ra nhiều cái nội dung nó thú vị. Cái nội dung này có thể thu hút được nhiều cái độc giả, nhiều nhiều cái độc giả. Cái, mình nhấn mình chữ khai ở đây á mọi người ạ à. độc đọc giả này đọc giả nước ngoài đọc giả trong nước hay là gì đó bên cạnh uh, cả già trẻ đó nó có thể xây dựng nó có thể xây dựng các nhân vật hoặc cái câu chuyện trong những cái tác phẩm nó một cách dễ dàng đúng không phẩm chất như thế và đặc biệt là gì à? và những cái cái tác phẩm của nó cái tác phẩm của nó nó quốc hết nhưng mà nó cho 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 chữ S và coi chữ S và cũng được không có được nhưng tác phẩm của nó có thể được dịch thành nhiều thứ tiếng khác nha có có thể uh, đó ví dụ như thế mình mình viết mình viết cách nôm nôm thôi nhưng mà mọi người để ý đến cái cái văn phong ấy mọi người để ý đến văn phong cái sự chuyển tiếp hoặc là cái sự dính 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 giữa các câu hoặc là cái thì cho nó chính xác là được thực, ra, thực sự là chấm nó dễ lắm các bạn chấm điểm nó dễ lắm mình cũng chia sẻ cho mọi người cái việc chấm điểm như thế này nó hơi tế nhì đi nó nói gì when and where do you usually eat your meals bạn thường dùng các bữa ăn của bạn khi nào và ở đâu? Bạn dùng các bữa ăn của bạn khi nào và ở đâu? Có năm phút để viết dùm thầy đi. Bạn biết dùng cái vấp in này không? Mà cứ dùng vấp in mãi thế. Cái nhất nè, bắt bẻ nè. Bắt bẻ này nha. Muốn bắt bẻ không? Nhất, câu này dài. Thứ hai bắt bẻ nè. Confine là một hoạt động. Chia sẻ là một hoạt động. Vậy là and. Đã có can confine and share common problem with each other. Head câu chấm rồi em ghi thêm cái gì đó bên cạnh đó we can create a happy and cozy atmosphere gì đó nè bỏ cái kiểu viết vấp in đi đúng nó mà các bạn cứ nghe mấy hồi nhóm mình chỉ nó mệt đúng không rồi bỏ cái câu này đi rồi chẳng chẳng có một sự giải thích nào để dùng vấp in đó cả ờ, bạn này tôi luôn luôn ăn những bữa ăn ở nhà đó giống bạn này tôi dùng cái bữa ăn sáng sớm và buổi sáng trước khi đi làm buổi trưa <laughs> em uh, em đang dùng là các bữa ăn ở nhà nhưng đây nó sai rồi đúng không em khẳng định là à, bởi vì đi làm cho nên buổi trưa là dùng ở my desk around noon. từ từ quay 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 cái desk này người ta gọi là cái bàn làm việc cái văn phòng làm việc ấy nha em hiểu không? cái dash này là cái văn phòng làm việc á, đúng không? at my desk là văn phòng làm việc á. À, buổi tối ăn với gia đình trong buổi tối, người ăn tối là ăn cùng với gia đình. như vậy at home thì cái buổi lunch của em nó sai rồi. em em viết giống bạn Tùng Dương này. nói chung là bạn Tùng Dương vẫn có lỗi nhưng ít nhất là bạn Tùng Dương viết bạn ấy khẳng định là ăn với gia đình này à, và lúc ăn làm 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 cái chuyện đó này, đúng không? đúng không? à phải mới trả lời được nơi trốn à có bạn nói mới trả lời nơi trốn thôi thầy chưa trả lời được thời gian đúng rồi chưa trả lời được thời gian đúng không bạn hãy bỏ cái này đi bạn ấy sửa lại rồi em đừng có ghi vậy à, bởi vì cái buổi trưa của em đang ở công sở rồi mà và cuối tuần tôi thường đi ra ngoài em với bạn bè ô em lại sai em lại em lại khẳng định sai luôn rồi ở đây em đã nói là các bữa ăn của em chỉ ăn ở nhà thôi mà lúc thì em ăn ở nhà lúc em ăn ở công sở lúc em đi nhà hàng em ăn ai chơi vậy ai chơi kinh em không sai về ngữ pháp trinh ha câu của em không sai ha nhưng cái ý của em nó sai hoàng kinh sắp xếp là cái ý sửa là cái ý anh chuẩn hơn tí nha mỗi ngày tôi luôn luôn dùng các bữa ăn ở nhà bạn này bà, tôi nấu nhiều đồ ăn ba mà sao đã là feel thì chữ relax phải là ý đi nhé tôi cảm thấy thư giãn khi tôi nấu à, và bên cạnh đó nấu ăn Bible sao sẽ giúp tôi stay house ở Nó hỏi mày ăn các bữa ăn khi nào vợ ở đâu? Ăn khi nào vợ ở đâu? Như vậy, ăn ở nhà. Em chưa trả lời được là khi nào, à, khi nào là ở everyday hả? Mỗi ngày Rồi mỗi ngày. Còn cái này nó có liên quan hay không? Câu này, đến câu này nó vẫn có liên quan này. À, thầy sửa cho em chỗ này nhé. Thầy sửa cho em này. Tôi luôn luôn dùng các bữa ăn ở nhà ha. Rồi, um, và và nói một cách cụ thể hơn là gì ạ? Ok. More lý Ví dụ ha, uh, nói một cách cụ thể hơn, more lý thầy dùng more basically. À tôi tôi um, uh, một cách cụ thể hơn là tôi luôn nấu, tôi luôn giúp I always, I always have um uh, my mother to cook, uh, to cook nó cách cụ thể hơn là tôi luôn giúp mẹ tôi để nấu những cái món ăn, nấu những cái món ăn cho toàn bộ gia đình for the whole family. Đúng không? Đấy. Và 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 và, và, và sau đó, sau đó ha, uh, after that chúng tôi uh, chúng tôi uh, sẽ uh, dùng bữa ăn we, we have meals và 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 chia sẻ những cái Uh, cái 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 happiness um, with order gì đó với gì đó ok như vậy mình dính đến cái bữa ăn Và không cần phải màu mè mình chứng minh rằng là à, ở nhà ai à, nhà thông qua việc là giúp mẹ nấu nấu xong rồi ăn nấu xong rồi ăn đúng không thế thôi đúng, không? đúng không? rồi rồi bạn danh coi tôi luôn luôn dùng các bữa ăn của tôi ở nhà hàng với bố mẹ vào cuối tuần dùng nè với bố mẹ ở nhà hàng vào cuối tuần. on weekend, on weekend at weekend, weekend bỏ đời đi. Bạn bác bè thầy. Bên cạnh đó thì tôi cũng thường đi đến cái canteen của trường học với bạn để dùng buổi tối. Ồ canteen trường học để dùng buổi tối luôn hả? Uh, ok để dùng uh, uh, tôi tôi thỉnh thoảng em nè nói nè. I usually em luôn luôn rồi. Thì lúc này em thỉnh thoảng đi, I sometimes đi ha. Yeah, I sometimes go to the canteen. My school with low friend to 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 have meal. Để dùng cái bữa ăn. Bạn bạn viết ổn. Tiên sang câu này em viết ổn dữ. Cái này bạn bạn mà viết rất là tốt nè Đúng không? Viết nó rất là nhẹ nhàng, không có phức tạp gì cả. Ờ à, này sao mọi người? À, tôi luôn luôn ăn những bữa ăn chính. Ủa, bạn này hình như bả từ không ta? Sao máy này không đếm được? số từ của bạn này vậy ta năm mươi chín từ ô năm mươi chín từ để làm cái gì vậy phần hai là năm chín từ xem lại nghe rồi uh, phần ba nó có ba câu thầy dọn tay cùng nhau học ba câu này đi các bạn hãy nói cho tôi nghe về cái lần gần đây bạn dùng một cái bữa ăn ngon đúng không vậy mình mình sẽ nói ha thầy thầy viết nhé A last time I had a good meal à, Thực ra là cái đi thi nó là uh, The best meal uh, The best meal You have had before Câu hỏi là vậy đó các bạn Cho nên em dùng chữ a good meal hay the best meal tùy các em Cái lần này tôi dùng một bữa ăn ngon là Là Ví dụ là cách đây ba ngày luôn 3 days, uh, days ago à, Cách đây ba ngày Đúng không ạ Bà mẹ của tôi mai má đó, mẹ của tôi đã nấu một cái một ảnh um, in an in food, một cái món ăn Ấn Độ, một cái món ăn Ấn uh, Độ mà mà bà ấy học được, học uh, uh, học uh, học được uh, từ cái người gì của tôi from my my aunt đúng không? Rồi và nó là lần đầu tiên it was the first time, nó là lần đầu tiên đó là lần đầu tiên mà tôi, uh, nó là đừng lần đầu tiên gì ha và 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 gia đình của uh, và và uh, Mai uh, và, và và gia đình của tôi và tôi gia đình của tôi và tôi uh, rất là ngạc nhiên, đó rất là ngạc nhiên của very surprise rất là ngạc nhiên rồi với cái hương vị của nó, with it taste, với, cái hương, với cái vị của nó với cái hương vị của nó và 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 và, và, và chúng tôi đã chúng tôi đã an toàn bộ a chúng tôi đã um, đã um, lần gần đây tôi dùng một bữa ăn ngon là cách đây ba ngày mẹ tôi nấu một món ăn ấn độ mà cô ấy học được người gì của tôi nó là mình khẳng định nó là cái gì đi it's were uh, it's were, uh, um, uh, uh, it's chicken satay uh, chicken satay đúng không nó là món chicken satay gì đó và và và, 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 và bộ gia đình on onoff mẹ um, và gia đình của tôi và tôi đã rất là người nghiêng với hương vị gia đình của tôi và tôi rất là ngạc nghiêng với hương vị của nó và vẫn và vẫn được câu này và và chúng tôi đã 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 đã, đã và chúng tôi đã ăn hết thì dùng vậy nó không hay gia đình của tôi và tôi rất là ngạc nghiêng với hương vị của nó và chúng tôi và đã có một cái cơ hội để mà trải nghiệm emai trải nghiệm cái, cái 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 món này experience uh, hơn modern uh, hơn ba mươi phút cả, 30 minutes mình cứ viết nó chung chung thế đó câu này mình có thể tách nó ra hoặc mình để đó cũng được đúng mọi người uh, mẹ tôi nấu một món Ấn Độ mà bãi học được từ người gì học học là học cái món ăn đồ đấy mình dùng chữ Quốc sẽ đây được này thấy chưa và đó là món chicken sa tay chicken sa tay là cái gì thì uh, mình biết thì tốt không thì thôi rồi và gia đình của tôi và tôi thì rất là ngạc nhiên với cái vị của nó và chúng tôi đã có một cơ hội để mà trải nghiệm cái ẩm thực này hơn 30 phút luôn nghe okay. <laughs> mình mình quăng bom như thế đúng không rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái câu này cho mọi người viết ha là tell me some some local dishes uh, in your country đó. Hãy nói cho tôi nghe về những cái đặc sản, những cái ẩm thực trong cái quốc gia của bạn. Khi đi thi, bạn bị hỏi câu hỏi này, mọi người lưu ý, thì các bạn sẽ khẳng định nó là cái món ẩm thực nào và ăn ở đâu, đúng không? Hoặc là mọi người có thể chia sẻ về cái vị hoặc là mọi người có thể um, chia sẻ về những cái uh, chia chia sẻ về cái cách cách thức để mà dùng cái món này, bạn ví thử. Rồi viết thử, mình 5 phút đi, đến sáu giờ, giờ rưỡi mình sửa câu này ha, sáu giờ rưỡi mình sửa câu này uh, Tôi recommend you to try a spring roll Các bạn này biết dùng đại từ quan hệ nè, which is a traditional food a Traditional food In my country, đúng không? Spring roll là một cái ẩm thực, là một cái món ăn Nhiều bạn nói thầy ơi, chữ food em sợ nó, danh từ đếm được hay không đếm được gì đó Em sợ thì em dùng chữ dish oh, Rồi Uh, nhưng mà tại sao ở đây quá khứ hãy đúng không nó nó được nó được chế biến hay nó được chế biến với nhiều cái nguyên liệu khác nhau diverse material cái nguyên liệu đó cũng được material cũng được ingredient cũng được đúng mọi người đúng không các bạn các bạn mà giỏi giỏi tiếng anh có phải là cái nguyên liệu là ta dùng cái chữ này đúng không ingredient đúng không ạ đây, sorry ingredient đúng không ingredient. và sao và tôi nghĩ nó thì hợp lý cho sức khỏe của bạn Bà bên cạnh đó nó rất là phổ biến vì vậy bạn có thể order ở một cái cửa hàng nhỏ hoặc là một cái nhà hàng ok bạn đã viết tốt nè bạn 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 danh bạn ấy đang dấu dấu gì á nhưng bạn ấy viết được lắm các mọi người hay là bạn ấy đang thử cái tiếng anh của thầy đấy bạn ấy rất lộ bạn rất là ổn nhìn qua những cái câu từ rất là ổn đó các bạn ê hey. ờ, tùng dương trong suốt cái kỳ nghỉ đến ý của gia đình à, em lạc đẻ em lạc đẻ em lạc đề người ta nói là hãy nói cho tôi nghe về cái đặc sản ở đất nước của bạn cái 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 món ăn đặc biệt món ăn ngon ở quốc gia của bạn ấy à, nó là món gì ăn ở đâu cách ăn hương vị như thế nào đó ý, ý là vậy đó giống bạn tùng dương này I'm sorry giống bạn cao quý danh này còn bạn tùng dương là em lạc đề rồi em đang nói về cái trải nghiệm trong quá khứ của em với ẩm thực ở nước ngoài rồi à, <laughs> nó không liên quan spaghetti ở ý gì đó là nó không liên quan nha Uh, ok sao lại nó nó hỏi nó hỏi mình một cái món ẩm thực trong cái quốc gia của mình và mình giới thiệu về cái ẩm thực đó các bạn quý nhân mình rất là đồng ý với bạn này đây là một cái mẫu rất là tốt các bạn có thể tham khảo cái đáp án của bạn mình rất tuyệt vời rất tuyệt vời ông mặt trời thế thôi mình rất đơn giản nhưng mà nó, nó rõ rõ là cái gì bạn ấy khẳng định nó là món gì đó không oh, rồi ăn ở đâu rồi đúng không ạ à? nó được chế biến như thế nào các kiểu rồi thằng si Hãy viết cái câu hỏi cũng xin nè. Uh, lots of people lots of people uh, eat uh, fast food okay, uh, today and uh, some people say is uh, is is not really good. Okay. How about you? Câu hỏi nó là vậy đó. Tell me your thoughts tôi nghe về suy nghĩ của bạn một vài người nói rằng là một vài nhiều người ăn đồ ăn nhanh ngày hôm nay, ngày nay ngày nay có rất là nhiều người ăn đồ ăn nhanh và một vài người nói rằng cái điều này nó không tốt thế nào hết thì sao chia sẻ quan điểm của tôi của bạn cho tôi nghe đây rồi các bạn có 5 phút đến 6 giờ mươi mình sẽ sửa bạn quê muốn anh ha kinh phạm tôi tin rằng đồ ăn nhanh thì không bạn kinh phạm cũng bị nè khi viết một cái câu em phải xác định được động từ vậy đây là chủ từ này vậy động từ đó not good là tính từ vậy động từ đó động từ nó phải là gì động từ nó phải là is is chứ tính từ là to be is không tốt cho sức khỏe đồ ăn nhanh được làm nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau em đã dùng chữ diverse rồi em dùng different ở đây nghĩa là sao dư từ ha nếu dịch nghĩa là đồ ăn nhanh được làm với nhiều cái nguyên liệu đa dạng khác nhau đa dạng khác nhau là sao đa dạng khác nhau là chỗ này, diverse material này different là em bị sai đó chấm chấm đồ ăn nhanh và con người là chấm bởi vì nó không nằm trên một câu được nó là hai chủ thể khác nhau tách nó ra đúng rồi, bên cạnh đó bên cạnh đó đúng không con người ta thường store food cho một vài ngày không này kỳ quá con người ta thường lưu lại đồ ăn cho một vài ngày nó nó không liên quan đồ ăn nhanh và các bạn nói đồ ăn nhanh là người ta lưu lại đến người ta nấu tại thôi nhưng nó liên quan đến bối cảnh này kỳ lắm vì vậy đồ ăn nhanh có thể có thể liền sau can là một động từ nguyên mẫu em không thể là can made made ở đây được đúng không Đấy, em, em và mọi mọi người cái câu này còn một cái lỗi sai nữa là gì đúng không à chữ làm cho bạn chữ make you làm cho bạn như thế nào đó in, in detraction là gì? Là khó tiêu hóa. Làm cho ai mà nói make you indigestion đâu. Nó làm cho bạn khó tiêu hóa là sao ta? Nó rất là kỳ lạ đúng không? Nghe nó là sự tiêu hóa mà. Detraction là sự tiêu hóa mà đúng không? Đấy, em có thể nói là nó gây ra cho bạn những vấn đề về tiêu hóa là khó gì, nó gây ra cho bạn. Học học cách này gây ra cho bạn cause you some problem about vấn đề về tiêu hóa các bạn xem cái cách viết này ha không biết là không biết là các bạn có có xem clip hay là các bạn có luyện tập hay không chứ mình thấy là dường như các bạn các bạn nhóm này hơi hơi, hơi bị buông xuôi đấy mọi người xem kỹ cho mọi người ha rồi Đứt đứt nè và nhanh trở thành nó một cái gì rất phổ biến trong những năm gần đây và nó được yêu thích bởi nhiều người tuy nhiên nếu em dùng chữ however ở giữa câu em dùng vậy mới đúng này however em dùng vậy này, này đó được yeah. chưa nếu được ăn thường xuyên phải nó thì không có sức khỏe câu này dài được bởi vì tách là tách của chữ however nhưng hồi nãy em dùng however như vậy không đúng mình mới sửa lại nhé đồ ăn nhanh thì chứa nhiều cái dầu mỡ và việc ăn uống thường xuyên sẽ đưa đến cái việc tăng canh đúng rồi weight gain a little weight and a little weight gain again cũng được ok và gia tăng cái nguy cơ bị đột quỵ sâu ý em là vậy đấy ok của bạn bạn đức viết rất là tốn xong bữa giờ thấy lặng lặng thế đây, một cái mẫu thứ hai các bạn có thể xem được rồi bài email ở đây như vậy mọi người như vậy nó đã kết thúc những câu hỏi nó 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 đã xong những câu lạc bộ không nằm trong clip à, còn lại những câu lạc bộ có nằm trong clip và được sắp xếp rất là rõ ràng ấy các bạn cố gắng xem nó đúng trật tự cho thầy và luyện tập đi được không à, cái nhiệm vụ tiếp theo của mọi người nhiệm vụ tiếp theo của mọi người cho cuối buổi học tới đó là thầy sẽ thầy sẽ gửi một cái email một cái email clip với email các bạn xem và viết thử trước rồi đến lúc học gửi email của bạn cùng nhau sửa cùng nhau sửa hai tiếng luôn á cùng nhau sửa gần một tiếng rưỡi cùng nhau sửa đến bắt đầu đến kết thúc bữa học luôn cùng nhau sửa email vì vì email sẽ chiếm 20 điểm à, trên tổng số 50 điểm viết nên thầy muốn các bạn là các bạn là, là, là phải, phải xem clip email khi nào thầy gửi lên xem xem xong rồi các bạn viết viết đi viết đi viết gửi trước hoặc là viết đến cái giờ học trước giờ học 5 phút gửi cho mình để cùng nhau một buổi học hôm sau chỉ sự email thôi đúng không vậy phớ với thầy xem cái clip cho nó rõ và ôn lại bài cho nó chuẩn nhé thế rồi à, đó là cái buổi học hôm nay okay, cảm ơn các bạn nhé bye bye lớp <laughs>